Vùng núi Tây Bắc những ngày này đang phủ đầy sắc màu tinh khôi của mùa hoa tam giác mạch. Đây là mùa hoa trái vụ thu hút hàng nghìn lượt khách tới tham quan chụp ảnh. Khắp thung lũng, đồi núi, thửa ruộng, bậc thang ở vùng cao phía Bắc lúc này đây được ví như một bức tranh cao nguyên màu hồng lung linh và đầy thơ mộng, ngập tràn hương sắc của hoa kiều mạch. Hơn 50 hectare ruộng bậc thang xã Phương Thiện đang nở rộ hoa tam giác mạch trái vụ thu hút hàng nghìn lượt khách tới tham quan chụp ảnh. Mùa hoa tam giác mạch thường bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 12 hàng năm. Hoa thường nở rộ trong khoảng một tháng, sắc hoa sẽ chuyển từ trắng sang phớt hồng, rồi mang một sắc tím đến khi chuyển sang màu đỏ thẫm là báo hiệu mùa hoa sắp tàn. Từ ngày xưa, người dân vùng cao trồng tam giác mạch để lấy hạt và bây giờ chúng đã trở thành một nét đặc sắc riêng, thu hút khách du lịch đến với miền cao Tây Bắc. Năm nay, cánh đồng hoa tam giác mạch nở trái mùa rực rỡ đã làm cho nhiều du khách bất ngờ khi đến thăm Hà Giang. Hoa tam giác mạch mang vẻ đẹp thuần khiết, giản dị và mộc mạc của cảnh sắc con người vùng cao. Loài hoa này không chỉ làm đẹp cho cảnh sắc thiên nhiên núi đồi, mà nó còn làm say đắm trái tim bao người ngay trong ánh nhìn đầu tiên.